Về nhà thôi. Chắc là Era sẽ thích. Em cái gì ớt hay có cái này nữa. Giúp em.
Ngon hơn chai kia.
Ngon hơn chai tinh bột. Hai vị cũng thơm thôi. Mà anh sẽ dậy sóng rồi đấy. Mời dẫn cơm. Hôm nay mình có món gì đây? Bông cải. Bó hoa này tuyệt vời. Giờ anh thấy hai cái bột. Anh biết cái bài hát nào không? Cảm thấy nó buông tỏa. Đây là sự vươn ra, vươn tầm.